nóng, phát hiện sổ ghi chu kỳ kinh nguyệt khi khám xét tịnh thất Bồng Lai. Ngoài tìm được cuốn sổ này, cơ quan điều tra cũng nói rõ vụ sổ tay tình ái của ông Lê Tùng Vân đang lan truyền trên MXH. Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao hình ảnh cuốn sổ ghi chép được cho là sổ thị tẩm của ông Lê Tùng Vân tại tịnh thất Bồng Lai. Nhiều người đồn thổi rằng cuốn sổ này ghi chép cụ thể lịch gặp gỡ thân mật với từng người phụ nữ. Mới đây, Công an huyện Đức Hòa đã trả lời trên báo Dân Trí, khẳng định không hề có cuốn sổ tay tình ái như cộng đồng mạng đồn thổi. Trong quá trình thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến sai phạm tại đây, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ một cuốn sổ ghi lại chu kỳ kinh nguyệt của những phụ nữ đang sinh sống tại đây. Trước đó, ngày 4 tháng 1, cơ quan CSDT CA Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với nhóm người tại tịnh thất Bồng Lai, thiền am bên bờ vũ trụ, gồm ông Lê Tùng Vân, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương và Lê Thanh Hoàn Nguyên để điều tra về một số hành vi phạm pháp. Trong đó, bị can Lê Tùng Vân được tại ngoại, ba người còn lại bị tạm giam. Chia sẻ thêm với nguồn tin nói trên, cơ quan CSDT đang xem xét khởi tố thêm tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng tội danh loạn luân, cơ quan này nhận định đây là vấn đề phức tạp, khó xác định hành vi phạm pháp của ông Lê Tùng Vân. Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.